Tổng thống Ấn Độ ký sắc lệnh về trừng phạt tội phạm hãm hiếp tin từ New Delhi. Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee hôm qua ký sắc lệnh của chính phủ về trừng phạt tội hạm hiếp dâm. Sắc lệnh này đã được chính phủ Ấn Độ thông qua hôm thứ Sáu vừa qua. Theo đó, sắc lệnh trừng phạt mạnh tay hơn bao gồm cả án tử hình đối với các tội phạm hiếp dâm, cũng như tấn công bằng axit và buôn bán mại dâm. Dự trù sắc lệnh này sẽ được trình quốc hội thông qua trong tháng 2 năm nay. Hành động này của chính phủ Ấn Độ được đưa ra sau khi một cô gái 23 tuổi nước này đã bị 6 người đàn ông hãm hiếp trên một chiếc xe khách. Cô gái đã qua đời sau đó vì vết thương quá nặng. Vụ việc đã gây ra làn sóng biểu tình lớn tại Ấn Độ, đòi hỏi bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và gia tăng hình phạt đối với các tội phạm hiếp dâm.